Jungle. Hello mọi người nhé, tiếp tục lại là em lợi đây, hôm nay em lợi lại về một cái chiếc xe ở cái tầm tài chính 265 triệu, sang tên cộng 6 triệu nhé, toàn bộ xe thì uh, xe Nhật và xe Nissan Navara sản xuất năm 2012, số tự động uh, 2 cầu, Đấy, chiếc xe này thì uh, phù hợp cho anh em nào đi cung đường xấu cung đường đồi núi và hai cầu số tự động thì uh, uh, máy 2.5 cũng rất là khỏe nhé toàn bộ xe thì đang chào bán là 265 triệu và bao sang tên là thêm 6 triệu nữa nhá Đấy, với chiếc xe này thì em Lợi cũng đã kiểm tra toàn bộ xe không đâm sung nạn ngập nước gì, máy số là nguyên zin. An ninh pháp lý thì bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền Tổ quốc. Xe đăng ký tên công ty, biển Hà Nội và được bên em lợi xuất hóa đơn. Pháp lý thì đầy đủ rõ ràng cho anh em. Bên em sẽ bao rút một cái hồ sơ thủ tục đã nộp biển số cho công an. Anh em về sẵn tỉnh hoặc là huyện nơi quý khách hàng đang ở để nộp thuế và sang bấm biển mới. Đấy, sau đây em sẽ review vào từ khung gầm nội ngoại thất máy số cho quý chị xem nhé. vâng và đây là cái phần uh, ngoại thất bên ngoài của chiếc xe nhé xe được trang bị nước sơn màu bạc và toàn bộ các cái phần đồng sơn này lốp của chiếc xe rất là dày xe được trang bị uh, la răng đúc nhé và toàn bộ uh, đèn pha này, mặt ca lăng này, kính của chiếc xe đều nguyên bản hết nhá. Đấy. Và cái phần ba đầu ba đời sốc của chiếc xe này cũng vuông thành sắc cạnh nhá. Đấy. Xe này thì uh, sơn thì nói thật với quý anh chị là uh, cứ tầm tiền uh, 200 triệu hơn 200 triệu thì sơn các bác xác định luôn là họa sơn quê rồi và còn mỗi nóc nóc là sơn zin thôi nhưng mà được cái xe này thì đồng sơn của chiếc xe là không bị móp móp lớn thì nó không có bả tít số lượng bả tít để nhìn trên cái xe là nó không nhiều đấy toàn uh, toàn bộ các cái phần đường gân xe nó còn khá là đẹp đấy. lốp láp thì dày đấy. xe tên công ty à, được bao rút hồ sơ đấy. toàn bộ lốp lắp thùng cao này tay nắm cánh cửa bậc lên xuống này sắt khung si gầm hà nội thì anh em yên tâm nhé ở cái tầm tiền uh, hơn 200 triệu này một chiếc xe uh, nissan navara đời 2012 uh, số tự động mấy má, dầu phiên bản uh, XE số tự động hai cầu bác nào mà mua về cho công nhân này mua về cho anh em chạy trong công trường công trình rất là hợp lý nhé, ở cái tầm tiền nó ít Đấy, tất cả các cái phần đồng sơn bên phụ này bên lái phía sau này đèn hậu của chiếc xe còn khá là đẹp anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em lợi thì cho em lợi xin tự giới thiệu em tên là lợi chuyên mua bán ô tô cũ tại hà đông hà nội địa chỉ cửa hàng em lợi là địa chỉ 1019 đường quang trung hà đông hà nội và các bác có nhu cầu bán xe lên đời xe alo em lợi nhé em lợi nhận thu mua trên mọi miền tổ quốc nhé đây lốp của chiếc xe này thì bác chủ mới thay nhé dàn rất là đẹp nhé cột kèo là bao diên kính đèn thì đều được dán phím cách nhiệt đấy bốn cánh cửa cốp trước cốp sau của chiếc xe là nguyên bản nhé Vâng, sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem nhé.